hết ra lấy tiếp, kiểu như kiểu chung ruồi ấy. Đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác chiếc xe đua Pesolite. Và chiếc xe này rất là cao cấp, được trang bị cấu hình của Ultegra. Vâng, là một trong những cấu hình cuối cùng của dòng đua cao hơn cả 105 các bác nhé. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và chiếc xe có màu đen bóng. Đây là mã Pesolite E5, một thương hiệu Mỹ rất là nổi tiếng. Các bác tìm hiểu qua về xe không biết là thương hiệu này rất là nổi tiếng rồi. Tông màu đen các bác nhé, rất là khỏe. Em đánh giá chiếc xe này trên 90%. Khung nhôm siêu nhẹ. Khung nhôm siêu nhẹ, nhôm E5. Yên hiệu cao cấp của Physics. Physics là một hãng làm về phụ tùng xe đạp rất là nổi tiếng rồi. Càng carbon. Carbon rất là mới các bác nhé, nguyên bản theo xe. Trang bị đùi đĩa cao cấp của Ultegra. Cao cấp hơn cả đùi đĩa 105 thông thường. Đây cũng là một chiếc xe đầu tiên về dòng đua mà sử dụng cấu hình Ultegra, đầu tiên hiện tại gần nhau. Trước đây là 105 thôi. Bộ tay lắc cao cấp của Ultegra, nguyên bản theo xe, sử dụng nguyên bộ group của Ultegra. Đây bên đĩa này các bác, cũng của Ultegra. Trên đầu xe đây có chữ S, biểu tượng của hãng. Nguyên một bộ phanh của Shimano 105 cao cấp. Ghi đông là cổ phút là của Pesolite, nguyên zin theo xe. Vâng, như các bác thấy đây thì đây là lốp hiệu G-Sport của Pesolite. Lốp này rất là cao cấp các bác nhé. Còn lốp thì rất là mới đây. Lốp mang thương hiệu của Mỹ. Bộ vành cao cấp của Shimano. Mayer Shimano. Căm lá hẹ, căm dẹp. Vâng. Bê đan cá. Vâng, bê đan cá cao cấp của Shimano. Bê đan này rơi vào tầm rất là đắt tiền các bác nhé. Tầm 700 đến 1 triệu. Dưới khung xe, dưới gầm xe có mã QR của hãng và mã vạch của hãng các bác nhé. Vâng. Bộ vành sau cũng là của Shimano. Và bộ
và lốp sau cũng của Persoline. Tất cả đều đồng bộ nguyên bản theo xe. Vẫn giữ được chiếc lốp zin theo xe. Bộ phanh của 105. Đây là một chiếc xe rất là cao cấp. Gần như là một chiếc đua cao cấp nhất về lại gần nghèo. Bộ vành của Shimano đây. May ngờ. Giờ sẽ đo chiều cao size đứng của xe. À đây trên khung xe có ghi size 52 các bác nhé. Của các bác từ 1m63 đến 1m75. Đùi giữa hai tầng của Ultegra. Cổ đè của Ultegra 11 tầng lip của Shimano. Giờ sẽ test chuyển động của xe. Vâng, lên lip sử dụng nguyên bộ group của Ultegra Mayo của Shimano rất là cao cấp, 10 tầng lip, à 11 tầng lip xuống lip. Rồi chuyển động rất tốt các bác nhé, group cao cấp đây là chuyển động không một lỗi lầm gì. Xuống đĩa, lên đĩa. Vâng. Quay rất là bon, rất là cao cấp. Vâng, và vừa review xong chiếc xe Persoline, một chiếc xe đua cực kỳ cao cấp, lần đầu tiên về tại cửa em, sử dụng nguyên bộ cấu hình của Ultegra và đùi Ultegra đây, và cặp bê đan cá Shimano rất là cao cấp, bộ vành của Shimano. Và cặp lốp vẫn giữ được nguyên zin theo xe. Vâng, và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 19.800.000, miễn phí ship toàn quốc và 1 năm. Các bạn quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709993 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Và lên YouTube nhấn theo dõi kênh Kia Xe Đạp, nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tại cửa hàng em. Xin chào và cảm ơn các bạn theo dõi video. Hết ra lấy tiếp ở kiểu như kiểu trung rồi ấy. Đấy, các phụ nữ người ta cần nhất.